Thưa quý vị và các bạn, vụ việc 18 tàu vỏ thép được đóng mới theo Nghị định 67 tại tỉnh Bình Định bị hư hỏng ngay sau khi hạ thủy đã được các cơ quan xác minh và làm rõ. Tuy nhiên, đằng sau sự việc này có nhiều khuất tất mà theo các chủ tàu thì đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi và có tổ chức. Vì sao doanh nghiệp đóng tàu sử dụng máy tàu và vỏ thép không đúng quy chuẩn thiết kế mà tàu vẫn được đăng kiểm? Đó là câu hỏi mà ngư dân Bình Định vẫn chưa được giải đáp một cách thỏa đáng. Đây là một trong những con tàu vỏ thép tại Bình Định bị đơn vị đóng tàu sử dụng thép không đúng thiết kế. Vỏ tàu hiện bong chóc, mục nát và rỉ sét khắp nơi. Nhiều thiết bị trên tàu hư gãy, không thể sửa chữa được. Một chi tiết đáng chú ý là ngay sau khi hạ thủy vận hành, chủ của tàu vỏ thép này đã phát hiện doanh nghiệp đóng tàu không đúng với nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng. Thế nhưng, tàu vẫn được đăng kiểm. Về hợp đồng là coi như sắt thép vật liệu là của Hàn Quốc, Nhật Bản, nhưng mà cuối cùng là đóng sắt Trung Quốc. Thì trong thời gian nhận tàu về là làm thì nó chưa hết thời gian bảo hành, nhưng mà coi như bây giờ là nó xuống cấp trầm trọng. Nói chung là về cái vỏ tàu, rồi về cái trang thiết bị trên tàu là như van, ống, nói chung là tất cả đều coi rỉ sét, coi như không vận hành được. Theo các ngư dân, mỗi khi ngư dân sử dụng máy đã qua sử dụng cho tàu vỏ gỗ, cơ quan đăng kiểm đều dễ dàng phát hiện. Thế nhưng, trong dự án đóng tàu này, có đến 10 con tàu vỏ thép được đóng mới, sử dụng máy không đúng quy định, máy đã qua sử dụng, thì vẫn được Trung tâm Đăng kiểm Tàu Cá, Tổng cục Thủy sản cho phép hạ thủy. Nghi vấn về việc có sự móc ngoặc, gian dối giữa doanh nghiệp đóng tàu và cơ quan đăng kiểm được đặt ra từ đó. Mình cũng tin tưởng các chức năng đăng kiểm, người ta bằng kỹ sư, tiến sĩ rồi, người ta biết am hiểu rồi được để vận hành cái tàu quấn theo làm theo cái người để phù hợp cho cái tàu làm. Mình ai nghĩ là cái tàu mà giờ quấn nó bị sự cố nó xảy ra như vậy. Nhà nước chính phủ ủng hộ cho ngư dân đóng tàu sắt là tôi rất mừng, hoan hân của nhà nước chính phủ. Nhưng mà cuối cùng đóng được cái tàu thì công ty Nam Điệu này đóng dối trá mấy mắt, làm cho các ngư dân buồn phiền, chán nản, sự không tin tưởng nữa. Mới đây, trong buổi công bố kết quả giám định tình trạng hư hỏng của các tàu vỏ thép được đóng mới theo Nghị định 67 tại Bình Định, đại diện Trung tâm Đăng kiểm Tàu Cá, Tổng cục Thủy sản đã xin lỗi và nhận trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, điều mà các ngư dân đang trông đợi không phải là những lời xin lỗi suông.